lên hết tối quá, tối quá nhỉ. Tối hơi tối. Cái này đầu tư cái máy nó chất vào. Hôm nay xin giới thiệu với các bác món tôm gỏi Tây Bắc nhá. Đây chú Dũng à, chú Dũng đang sơ chế. Nói tên người ta còn nói ngọng. Ô, mình là người dân tộc thì làm gì nói tiếng Kinh nó tốt như người Kinh. Tí nữa là phải có nước măng chua chứ nhỉ? Măng chua có đặc chứ nhỉ? Nó mới ngon. Còn măng chua đỏ ngon lắm. Cái nước măng chua mới hợp cái món này. Xin giới thiệu với mọi người nha, nhà gia đình tôi chuẩn bị làm món tôm gỏi nhá. Tôm nhảy. Tôm gỏi. Vừa gỏi vừa nhảy. Đây chủ nhân của đây, chủ nhân đây. Quay đồng chí chủ nhân đi. Đây đang sơ chế tôm đây. Lúc ấy ăn mới quay. Mọi người phải để ý như tôm, mình phải đã chọn tôm tươi này. Tôm sông Đà nhá, tôm sông Đà nhá. Hôm nay nhà lên thăm nhà ông bà nội tất mọi cỏ. Làm cái món tôm gỏi này uống với rượu chuối thì quá là đỉnh rồi. Đây là món tôm gỏi nha, gỏi chín đấy. Có cho nước măng chua cô đặc này, có cái rau thơm và mắc khén, ớt tươi này. Món đặc sản của Thái Tây Bắc đây. Rau thơm các loại đấy. Sông Đà thưởng thức món đặc sản nhé. Đây là ông chú của mình đang làm, đang chế biến cái món này. Tí nữa chuẩn bị sắp ăn ấy, lại có một món tôm gỏi tươi nữa cơ. Đây vẫn còn nhốt để ở trong nồi đây. Đấy. Lúc nào ăn thì mới thả vào bát nước măng chua ấy, măng chua câu đặc ấy. Ui, thơm thế nhỉ. Thơm quá. Nhìn nó thấy ngon rồi. Ôi, không ăn được đâu quá cái này ấy. Dò cái nước miếng ra rồi. Có nước uống đấy. Trong lâu là hòn. Có hàng cái lỏ, cái lạ. Cái hàng đây, cái lỏ đây, cái đang lạnh hơn cái gì. Chưa. Được chưa, chua này. Đừng có bốc tay xem nào. Đang quay. Được chưa, được chưa. Không chịu nổi rồi, thơm quá. Cho mượn đây, cái đúa xem nào. Ăn thử xem đi. Thử xem các bác nhé. À, có mắc khén chưa đấy? Có rồi, có ít cà phê nữa. Đây nhá, thử xem nào. Tuyệt vời. Mắc khén xem nào. Tuyệt vời. Tí nữa cái tôm tươi này, tôm sống này, lúc ăn thì mình mới nhúng thôi đúng không? Ăn nhúng, ăn được thả rồi là ăn luôn gấp. Đừng đẩy. Ồ, làm một miếng nữa nha. Rồi, lấy nét đi đây. Đây. Thiếu lá chanh đấy. Tuyệt vời. Xong chưa được, con cháu có mang đi cất nè. Tí ăn mấy bầy thôi.
gì cả. Này được cắt được cái ấy nhỉ, cắt được cái dâu của nó này. Không, ăn cả dâu nó mới ngon. Được cầm nhá. Gắp được, cắt dâu nó không gắp được. Ngon đấy nha. Tôm gỏi đấy. Này gỏi chín. Đây là gọi là tôm gỏi chín. Vì nhà có người già này với trẻ em này không ăn được sống nên phải làm cái món nó chín này cho người già và trẻ em ăn. Múc một ít rượu chuối đi uống nào. Tối quá. Thơm nước như này, rượu chuối đấy. Các bạn ạ, rượu chuối đấy. Các bác nào chưa được thưởng thức là chưa biết rượu chuối nó thơm như thế nào đâu. Thơm quá. Đây, bắt đầu mùi mâm thôi. Đang rửa, đây. Đang rửa. Đây, món tôm... tôm nhảy. Tôm nhảy. Tôm nhảy đây, gỏi đây. Gỏi, gỏi sống ấy. Gỏi tươi ấy. À, nó có kê mộc cái này. Chú lên đi. Ông kia chân què thì không ngồi được trên rồi. Ông này uống nhiều trong rồi. Cho ông bông lên đây. Anh chú lên đi. Anh à. Anh ơi. Thôi được rồi, ngồi đi. Uống rượu vào cốc thì mới ghê chứ. Thơm quá, rượu chuối nha các bác nhá. Muốn có kinh hử đấy mà nào. Đủ cốc không nhỉ? Ngửi xem nào, ngửi xem một cái. Rượu chuối đấy. Cho đây đi. Thơm không đây. Ồ, thơm quá. Không mua nhiều cho ông con này. Mùi đây. Dễ nhìn. Đây mà nước mắm chua cô đặc này chuẩn bị ăn tôm này. Ngủ nha. Đấy, ăn thử xem nhá. Đấy, ăn con tươi đây này. Đây đây đấy, thả ra đây. Đấy. Đấy nó còn bơi đây này. Đấy đấy. Đấy. Thôi ơi, cho anh mấy cái bát đây. Đấy, về cái gắm như thế này này. Này, ngắm nó vị này. Đấy, ăn đây. Đấy, rất giòn và rất thơm, rất ngon đấy. Ngon đấy. Con ăn cả một người muốn. Con ăn tôm sống. Ăn một cái nữa. Thiếu một cái nữa. Bài quả chút, chuối tiêu đi theo chứ. Đấy, tôm tươi đấy. Tôm tươi đấy. Cầm rồi. Thiêu, cả thiêu. Nó nhảy đi. Chanh rồi bao nữa. Tươi rồi. Con mà đông nữa. Tôm tươi đấy. Một cái thôi. Đây nhá, đây đúng là tôm nhảy này. Đấy. Dọn đấy. Ăn thử đấy. Ăn tôm sống. Hai chú ơi. Ui ôi. Ăn tôm sống. Tôm chưa? Cho rửa sao lại như bạn đấy. À mời các bác nhá, các chú nhá. Cơm chưa? Chú đây. Ui ổn quá một trẻ con này. Rồi được rồi. Đi chỗ khác thì bố uống rượu với các chú cho nào. Bố ăn tôm sống. Thơm thế, rượu chuối, thơm thế. Rượu chuối đấy các bác ạ, thơm nức. Ăn tôm sống. Ngon.
mình thử xem các bạn con là thử xem nào. Lên đi trẻ bây giờ thử xem nào. Đây bây giờ thử xem con xem nó ngon không nha. Ngon rồi. Đây nhá, lấy nét cái nha. Muốn hết quẩy bữa nó bay hồng nó được. Ai đó tuyệt vời các bạn ạ. Tôm trẻ đó nhỉ. Đúng không? Không đủ đâu. Đấy con nhảy này các ơn cái tuấn. Có nhỉ? Ôi ớt đâu, nhiều rồi anh Dũng ơi. Nó Dũng chân nhỏ ấy. Anh Thắng ơi, anh Thắng cho đầu. Đây đây, cho anh cái này. Hay trộn luôn cho vào hết vào đi. Nhai đi, anh không nhai. Không, anh cũng bỏ đấy. Bỏ đấy. Chấm rồi. Bỏ đấy, cho vào luôn. Người để ăn không kinh này. Phải nhừ ra, ăn nó nhớt, nó ra nhớt. Mời đi. Đồ gà. Làm con nữa nhỉ. Nó có tắc, lấy tay bốc thôi, mới xúc thì ở đấy. Anh gửi chào tạm biệt. Chào tạm biệt các con. Nhưng chưa được cái nào. Dọn không? Dọn đấy. Ngon con này là. Ngon quá các bác ơi. Nó kim nó đặc hơn rồi. Thật này ăn cái này nhỉ. Sang ăn đấy, ấm nhanh đi thật thật thiệt đấy. Đấy, nó đã hả này. À, cảm ơn anh. Cái này. Con thử xem tôm nhảy không ăn à? Kiêng à? Con bảo tôm nhảy nhưng mà thấy con nhảy đâu. Chết ngập. Tôm ngất. Đây tôm quẩy sống đây. Chín này. À cái này chín. Đây là tôm quẩy chín. Rêu. Đây, rêu đá đây, thịt gà đôi. Lớp bản. Lớp đôi. Gà điên. Rượu mu gà điên. Mời các bạn nhá. Hẹn gặp nhé dưới cầm sàn. Cái hỏa ấy này, kiếm ăn tôm sống đó. Ra ngồi ăn miếng này. Mượt đó. Cái chè nó chân mất ống nhớt mượt đi. Nó cảm thấy là. Rồi, để anh cầm. Mời cái này đây, đây. Cháu mời chú ăn mùng này, lâu ngày quá rồi. Ôi xời. Bở quá nhỉ. Dạ dạ dạ. Kiểu hiểu quá. Bây giờ cái rượu chuối đây các bạn ạ. Thơm nước. À, tập sau thì được nghỉ thì tôi sẽ trở lại nhà của bố. Đây. Để giới thiệu quy trình nấu rượu chuối. Ủ rượu chuối. Không phải ở nhà đâu, lên tít trên lán trên đồi đấy. Chào các bác nhá, ăn cơm đấy. Hello. Rượu bên cạnh nữa chị. Đây cơ. Các bác nhá. Đây vợ của em đấy. Ăn tôm gỏi đấy. Tôm gỏi này quan trọng nhất là cái nước măng chua cô đặc ấy. Rượu. Con gái dân tộc là phải biết uống rượu. Cay quá, ngon nhưng mà cay. Đây này, đang đỉnh đây này. Đang đỉnh. Nha đi. Ôi. Này, chào anh Hà Long Bay cái này nọ. Ăn tôm quẩy đi. Hết nhá. Ê. Ăn đi, nhiệt tình vào. Cá suối nha. Tôm suối, cá suối này. Cái này. Xuống ti Má nhạc thôi, mùi do uống rượu này. Thử con to này nào. Thử rêu đá xem nào.
Thôi được rồi, thế thôi. Tàn rồi, mới quay.